Rồi giao lưu với anh em một cây sâm núi trái nha. Rồi anh Thanh gì đó có lên xem thì có thấy cây này được thì alo em. Rồi tại cây này nó vô cái dĩa nó làm như tiểu cảnh, nó hơi lớn, em không có chụp riêng cho anh thì phái cái dòng siêu mini nhỏ. Rồi để lên nó phục vụ anh em nè, đó cây này siêu già luôn. Cái ông bạn này ổng lấy cái rễ này ổng quấn vô trong cái cục đá luôn, đá tai mèo nè. Đá này là 30 mấy ngàn một ký, còn cục này cũng bự lắm nha, cục này cũng ký mấy à. Đó mà cái cây này siêu già luôn nè, coi nè. Đó, sâm trái nha. Tiểu cảnh nha, dáng bay luôn. Rất là đẹp. Cây này thì có cái giá là 500k. Nguyên một cái chậu với vậy luôn nè. Cái rễ này lòn vô trong cục đá nè. Quấn vô cục đá chặt rồi. Siêu già luôn. 500k cây này nha anh em. Đây. Này cũng như là kêu tiểu cảnh đi. 500k sâm trái. Này. Quay mặt sau cho anh em xem. Đây là mặt sau đây nè. Hồi nãy là xem mặt trước rồi, giờ là mặt sau. Đó. Mặt sau. Chà của nó đây. Này là siêu già luôn nha. Nhỏ mà nó dài nha. Rồi. Cây này là 500k nha anh em. Đây mặt sau, hồi nãy quay mặt trước rồi. Dài vậy lắm. Rồi, xin kết thúc.